Ngọc Diễm và chương trình Sức khỏe và đời sống trên kênh truyền hình LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin gửi lời chào đến quý khán giả. Thưa quý vị, ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Do vậy, khi bị rối loạn về ăn uống mà chúng ta xem nhẹ và không điều trị sớm sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là như thế nào thì bị xem là rối loạn ăn uống và phải điều trị ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Và tham gia chương trình, Ngọc Diễm xin được giới thiệu chuyên viên tâm lý Trần Giang Phương, trưởng khoa tâm lý trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Long An. Xin kính chào Ngọc Diễm và quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, có lẽ ít ai biết rằng ăn uống lại là một vấn đề sức khỏe tâm thần khi mà việc ăn uống trở nên bất thường và rối loạn. Vậy thì anh có thể cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về khái niệm rối loạn ăn uống là gì ạ? Rối loạn ăn uống đó là một cái dạng mà cái thói quen ăn uống của mình nó hơi bất thường và có những cái vấn đề lo ngại về vóc dáng, về cơ thể, về cân nặng, vân vân. Đặc biệt là cái người có những cái triệu chứng rối loạn ăn uống á, thì thường họ có những cái vấn đề ăn uống không đúng cách. Đó là những cái vấn đề mà biểu hiện của cái người rối loạn ăn uống như vậy. Như anh vừa chia sẻ thì có rất là nhiều những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể nhận diện được rối loạn ăn uống. Tuy nhiên thì Ngọc Diễm thấy là nó cũng khá là giống với những cái biểu hiện chán ăn hay là chúng ta lo ngại về cân nặng như là bình thường. Vậy thì không biết khi nào thì chúng ta có thể nhận diện được một người đang bị rối loạn về ăn uống à? Một cái người có những cái biểu hiện rối loạn về ăn uống á, hay là rối loạn ăn uống về mặt tâm thần đó, thì nó có những cái biểu hiện cụ thể lắm. Chẳng hạn như là vấn đề cuồng ăn. Ăn thì ăn quá mức, không có kiểm soát được. Và khi ăn xong thì họ có những cái hành vi, cái cử chỉ, chẳng hạn như là thường móc cho ói ra. Thứ hai nữa là cái sự thay đổi về cân nặng trong cái lúc mà thiếu cân, có lúc thì thừa cân. Nó làm cho cái hình dáng hay là cái cơ thể nó có những thay đổi bất thường. Thứ ba nữa là cái nỗi ám ảnh với những cái chất calo hay hoặc là cái chất béo. Nó làm cho cái việc mà gần như là mình cứ nghĩ đến nó là mình sợ và lo lắng rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những người này thì thường chỉ nấu ăn một cái món ăn duy nhất hay hoặc là một cái công thức ăn duy nhất thôi, không có thay đổi gì hết. Và không, đối với những người thân, người nhà thì mình nấu ăn được nhiều món lắm, nhưng mà đối với chính mình thì lại khắt khe và luôn luôn nghĩ đến cái hàm lượng calo, tinh bột hay hoặc là những cái chất béo đó mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Do đó thì họ gần như là bị ám ảnh về vấn đề đó. Như anh Phương chia sẻ thì những người mà ám ảnh về việc ăn uống hay là cân nặng của mình đến mức quá mức thì có thể xem là một dạng rối loạn ăn uống tâm thần. Vậy thì thông thường không biết chúng ta có những dạng rối loạn ăn uống nào và có thể phân loại như thế nào không thưa anh? Thông thường thì cái việc mà những cái dạng rối loạn ăn uống đó, điển hình đó là những cái vấn đề chán ăn hay là rối loạn ăn uống hay hoặc là tránh né, hạn chế hay hoặc là ngại vấn đề, nghĩ đến vấn đề ăn uống là sợ lắm. Thứ hai nữa thì cái triệu chứng ăn vô độ, nghĩa là ăn không có kiểm soát hay là cuồng ăn hay là ăn bậy hay là nhai lại. Tuy nhiên nó nhiều vậy nhưng mà nó chỉ có hai loại thôi. Hai loại đó là cái vấn đề chán ăn tâm thần và cái chứng ăn vô độ. Về cái chứng chán ăn tâm thần đó thì nó có những cái vấn đề chẳng hạn như là hạn chế ăn hay là nhịn ăn hoàn toàn. Gần như là mình thấy thức ăn là mình cảm thấy dị ứng. Và đôi khi nghĩ đến cái hình thể, cái hình mẫu của mình mà mình luôn luôn nghĩ đến cái việc mà phải giữ cái mức đó. Tuy nhiên xét về cơ thể, về cái vấn đề thể chất của mình, sức khỏe của mình thì lại có những cái vấn đề. Thứ hai nữa thì ăn rất ít hoặc cắt bỏ một số cái vấn đề thực phẩm liên quan đến vấn đề chẳng hạn như là gần như là không bao giờ sử dụng chất béo. Sợ nhất là vấn đề sử dụng calo hay là những cái vấn đề tinh bột. Thì trong mọi thành phần của thức ăn thì nó luôn luôn cung cấp cho dinh dưỡng những cái yếu tố về vấn đề calo, về vấn đề dinh dưỡng, về những cái vấn đề chất béo cũng giúp cho cơ thể. Tuy nhiên nó làm cho đối với những người này thì rất là e ngại vấn đề đó. Và vấn đề trong cái tâm lý của họ đó luôn luôn có một cái ám ảnh và suy nghĩ đó là cực kỳ sợ thừa cân. Đó là cái yếu tố của chán ăn ha. Còn cái chứng ăn vô độ hay là cái chứng ăn nhiều đó thì thường nó sẽ rơi vào những cái tình trạng, trạng thái. Ví dụ cái người đó ăn nhưng mà sau khi ăn dùng tay móc cổ cuốn họng hay hoặc là làm cho cái thức ăn nó phải nôn ra ngoài để tránh đi nó hấp thu vào trong cái dạ dày. Nó làm cho cái tình trạng gần như là một cái suy nghĩ nó không đúng về vấn đề dinh dưỡng hay là vấn đề ăn uống.
Thứ hai nữa, lạm dụng các thuốc giảm cân rất nhiều. Và điều đó nó làm cho cái cơ thể nó càng mệt mỏi và có những cái tình trạng suy kiệt và nó nguy hiểm hơn. Và cuối cùng đó là cái vấn đề họ có cái suy nghĩ là gần như đối với thức ăn đối với họ là một cái điều gì nó ghê sợ lắm. Đó là những cái dấu hiệu thì nó thường có hai nét đặc trưng, đó là chán ăn và ăn vô độ. Dạ, thưa anh, thỉnh thoảng thì Ngọc Diễm thấy báo chí thường đưa tin tình trạng như là nhiều người họ ăn ốc vít nè, ăn tóc, thậm chí là họ uống xà phòng, ăn bánh xà phòng. Thì không biết là đó có phải là một cái dạng của rối loạn ăn uống hay không thưa anh? Hiện nay thì một số cái phương tiện truyền thông cũng như là một số cái TikTok, Zalo, Facebook hoặc là một số cái trang tin đó, nó đưa ra những cái thông tin. Tuy nhiên qua cái sự kiểm chứng thì cũng có, thật sự có những người họ ăn những cái ốc vít, những ăn tóc hay là những ăn xà phòng giống như Diễm nói, thì theo Hội Tâm Thần Học của Mỹ đó, thì họ cho cái việc mà ăn uống những cái thứ đó đó gọi là cái hội chứng PICA. Mà cái hội chứng PICA này đó là đầu tiên, đó là người đó có những cái rối loạn về ăn uống đầu tiên. Thứ hai là họ ăn những cái chất, dường như những cái chất đó là không hề có cái chất dinh dưỡng trong đó. Và đôi khi nó còn gây nguy hiểm, nguy hại cho chính người đó nữa. Để xác định được cái người đó thì họ phải ăn ít nhất là một tháng và có những cái dấu hiệu kèm theo. Thứ hai nữa thì thường nó không chỉ là thường, nó gần như nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, Ngọc Diễm. Và đặc biệt là ở lứa tuổi mà thường chúng ta dễ thấy nhất, đó là lứa tuổi của các em khoảng từ 2 tuổi trở lớn. 2 tuổi có những cái dấu hiệu về tâm thần. Và đặc biệt khi mà cái chứng này nó xảy ra đó thì nó kèm theo một cái vấn đề dạng bệnh khác. Ví dụ như là tâm thần phân liệt nè, hay là những cái bệnh lý về tâm thần chẳng hạn như là thiểu năng. Thưa anh, Ngọc Diễm nghĩ là đối với nhiều người á, cái việc là người ta ăn kiêng hay là ăn uống vô độ đó là do cái thói quen sinh hoạt, hoặc là do là cái nhu cầu người ta muốn như thế và người ta chọn lựa như vậy, có thể là do đặc thù công việc chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ là rất ít ai nghĩ đó là một cái chứng, một cái vấn đề về tâm thần để mà người ta có thể đến bắt gặp bác sĩ và điều trị. Thì không biết là anh có những cái lời khuyên gì và những cái chia sẻ gì nhiều hơn về cái vấn đề này ạ? Khi mà gặp hay là tiếp xúc với những cái trường hợp này đó, thì thường Phương hỏi về cái cách ăn uống sinh hoạt của họ hàng ngày như thế nào. Thứ hai nữa thì trong cái suy nghĩ của họ, suy nghĩ như thế nào về vấn đề cần dinh, cơ thể mình cần chất dinh dưỡng như thế nào cho chính cơ thể mình. Thứ hai nữa là Phương luôn luôn nhắc đến cái việc mà trong cái sự đó có cái sự đồng hành của cha mẹ, những người thân. Tại vì đôi khi họ cuồng vô một cái điều mà kiêng ăn quá hay hoặc là ăn quá độ vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn. Đặc biệt là đôi khi có những cái như cái hội chứng PICA đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề không chỉ là về vấn đề ăn uống nữa, mà nó còn ảnh hưởng đến cái tính mạng nữa. Và đặc biệt đối với những người đó thì chúng ta nên thứ nhất hạn chế soi gương, hạn chế nhìn vào hình thể của mình, hạn chế đánh giá về hình thể của mình cũng như là những hình mẫu. Mà gần đây có nhiều người cứ chạy theo hình mẫu thôi. Hình mẫu đó là lý tưởng của tôi phải bám, phải theo cho bằng được với một cái vóc dáng, một cái thân thể hình cân đối. Nhưng mà đối với những người khác, đó là một cái điều không cân đối. Và một cái điều đó nó sai với khoa học. Khi mà cơ thể mình cần một chế độ dinh dưỡng ăn phù hợp để mà cho cái công việc của mình. Yeah. Thưa anh Ngọc Diễm, thấy là không chỉ đối với người lớn mà đối với trẻ nhỏ thì cái vấn đề mà rối loạn ăn uống cũng rất là phổ biến. Có những bé là các bé như hầu như nói không với các loại thực phẩm, có những bé thì ăn uống rất là nhiều. Thì không biết là rối loạn ăn uống gây ra những cái đối với trẻ em nhỏ là có hay không, và liệu là những trẻ mà bị mắc rối loạn ăn uống rất sớm thì có yếu tố di truyền hay không thưa anh? Hiện nay thì cái vấn đề này nó cũng nói về vấn đề nguyên nhân gây ra rối loạn ăn uống ở trẻ em á, thì nó là chưa có rõ, chưa có một cái cơ sở, một cái khoa học nào chứng minh. Tuy nhiên xét về yếu tố di truyền là có thật. Ví dụ trong gia đình đó có cha mẹ hay là những người thân đã từng có những cái triệu chứng rối loạn ăn uống này, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Thứ hai nữa là đối với cái vấn đề trẻ em á, thì thường nó có những cái yếu tố. Ví dụ như ngày nay, những cái việc như con cái mình thấy ăn ít quá, nhưng mà cho nó một cái điện thoại gì đó thì nó lại cảm thấy ăn uống. Nhưng cha mẹ không nghĩ điều đó là cái điều gây nguy hại cho con mình. Thứ nhất, nó ảnh hưởng về thị lực, ảnh hưởng về dạ dày. Không có một cái chút xíu nào về vấn đề cảm giác trong cái vấn đề thức ăn. Thứ hai nữa, cái việc mà
thấy nó ăn vậy nhưng mà cho nó ăn, nhưng mà nó ăn không có một cái ý thức biết được cái món đó là cha mẹ nấu ngon hay là như thế nào. Mà đối với những đứa bé thì mình phải tập cho những cái yếu tố đó. Và thường thì những trẻ em nó thường có những cái dấu hiệu nó chán ăn. À, do đó thì mình phải có những cái khẩu vị, những cái phần ăn, những cái chất dinh dưỡng, sinh tố hay là những cái chất khác để mà bổ sung cho bé cũng như là giúp cho bé cái thích ăn. Nếu mà trường hợp mà ấy quá thì dùng một số cái vấn đề thuốc hỗ trợ ăn á, nó cũng là một cái vấn đề để mà theo cái hướng tự nhiên hơn là mình áp dụng cho bé được xem những cái công nghệ, những cái trên cái màn hình điện thoại hay này kia để giúp cho bé ăn. Cái điều đó là không có hay. Thưa anh, như anh đã nói là có rất là nhiều người do là quá chú trọng về ngoại hình nên người ta dẫn tới những cái rối loạn ăn uống như anh vừa chia sẻ. Thì Ngọc Diễm thấy là có lẽ là nạn nhân của cái chứng rối loạn ăn uống hầu như là nó xảy ra nhiều hơn đối với chị em phụ nữ. Không biết điều này có đúng hay không, bởi vì rất là nhiều chị em là thậm chí mất ăn mất ngủ vì một cái lời khen chê nào đó về ngoại hình của mình. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này ạ? Cảm ơn Ngọc Diễm, một cái câu hỏi rất là hay mà cũng rất thực tế. Đa phần là các chị em phụ nữ có cái những cái vấn đề kiêng ăn. Phương chưa nói là vấn đề rối ăn uống nha. Vấn đề kiêng ăn hay là cảm thấy ngại ăn uống hay là ngại ăn những chất béo hay chất calo hay là tinh bột. Thứ hai nữa thì cái vấn đề này nếu nó là thuộc vấn đề bệnh lý, khi mình nhìn cái cơ thể của mình, cái vóc dáng của mình, cái cân nặng của mình nó đã quá thiếu rồi, nó đã quá suy kiệt rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ đó là cái việc mà mình cần phải tiếp tục thực hiện trong cái việc ăn uống này, thì nó sẽ làm cho cái việc rối loạn ăn uống nó trở nên là vấn đề bệnh lý. Đó là cái yếu tố mà chị em phụ nữ phải cân nhắc lại chút xíu để cho nó cái chế độ ăn phù hợp, cũng như là những cái vấn đề mà nó liên quan đến vấn đề tâm lý nữa. Dạ, thưa anh, không biết là chứng rối loạn ăn uống thường xuất hiện ở những cái độ tuổi nào và có một cái nhóm tuổi nào là đặc trưng thường hay xuất hiện bệnh này hay không, và những người bị rối loạn ăn uống thì không biết người ta có thể tự điều trị cho mình hay không thưa anh? Thường rối loạn ăn uống đó, Ngọc Diễm, nó rơi vào độ tuổi trẻ thanh thiếu niên nhiều hơn. Ở độ tuổi này thì thường các em có những cái sự so sánh. Ví dụ như bạn tôi sao có chiều cao, cân nặng hay là cái vóc dáng rất là lý tưởng. Còn mình tại sao nhìn nó hơi gồ ghề chút xíu, hơi mập chút xíu. Thì lúc đó lại có những cái hình ảnh để mà so sánh đối chiếu. Đôi khi đó là cái sự thay đổi ăn uống và gây nên cái rối loạn ăn uống. Nếu mà trường hợp mà mình suy nghĩ lại, tôi cái công việc đó nó nặng nhọc, nó mệt nhọc, làm việc tay chân nhiều hay là suy nghĩ nhiều, làm việc trí óc nhiều, thì tôi cần có một chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp. Thì lúc đó, đó là chính mình đã tự điều trị cho mình. Và điều đó là cái điều rất tốt, để khi mình biết điều tiết trong cái việc ăn uống cho nó tốt. Thưa anh, không biết là chúng ta có những cái phương pháp nào trong quá trình điều trị chứng rối loạn ăn uống ? Có những cái vấn đề rối loạn ăn uống cần phải điều trị hỗ trợ về mặt tâm lý hơn. Ví dụ như là có những cái liệu pháp về nhận thức hành vi, CBT, hay hoặc là cái liệu pháp gia đình. Cái liệu pháp nhận thức hành vi là giúp cho cái người đó nhận ra được cái vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, đó là vấn đề rối loạn ăn uống. Từ cái vấn đề đó thì làm cho cái người bị rối loạn ăn uống đó họ phải nhìn lại và họ điều tiết lại cái vấn đề ăn uống của mình, cũng như là điều chỉnh lại trong cái môi trường sống, cũng như là cái cách sống, cũng như cái suy nghĩ về vấn đề ăn uống cho nó đúng và đúng theo khoa học. Ngọc Diễm mong là chuyên viên tâm lý Trần Giang Phương sẽ có những cái chia sẻ và những cái lời khuyên về các thói quen sinh hoạt như thế nào để chứng rối loạn ăn uống không xảy ra đối với chúng ta, và đặc biệt là sẽ không tái diễn đối với những ai mà đã mắc phải chứng này. Phương xin chia sẻ một vài ý. Thứ nhất, mình phải có một cái chế độ ăn phù hợp, tránh đi những cái ám ảnh, những cái lo lắng, những cái suy nghĩ và ngay cả những cái khủng hoảng nữa cả. Về vấn đề ăn uống này cho nó phù hợp, đặc biệt là mình phải có một cái chế độ ăn cân bằng, dinh dưỡng. Thứ hai nữa là cái chế độ làm việc, nghỉ ngơi của mình phải hợp lý cả. Mình nên có một cái mở rộng mối quan hệ giao tiếp với những người, thì lúc đó cái tinh thần mình, cái thể chất của mình nó sẽ tương ứng, nó sẽ phù hợp và làm cho mình cảm thấy không có một cái gì mà mình phải có sự ràng buộc hay là nghỉ ngơi trong cái việc nghỉ ngơi trong cái việc đó. Và cuối cùng thì mình cũng không nên quá chú trọng vào cái sự nhận xét của người khác, cũng như là sự đánh giá của những người thân đối với chính mình. Nó sẽ làm cho cái tâm lý của cái người đang bị rối loạn ăn uống đó, nó sẽ có những cái vấn đề nghiêm trọng hơn.
đặc biệt là những cái vấn đề họ cảm thấy mình phải kiên quyết cho cái vấn đề này nữa, thì cái việc rối loạn uống nó càng phức tạp và càng khó điều trị. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trần Giang Phương đã có những chia sẻ rất là hữu ích về chứng rối loạn ăn uống trong chương trình kỳ này. Thưa quý khán giả, qua chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trần Giang Phương, trưởng khoa tâm lý trị liệu phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Long An, thì Ngọc Diễm hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những suy nghĩ và hiểu đúng hơn về chứng rối loạn ăn uống, và bệnh này sẽ nguy hiểm nếu như xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên. Vì độ tuổi này rất cần chế độ dinh dưỡng hợp lý để hoàn thiện thể chất, do đó đừng vì những lời chê bai về ngoại hình mà chúng ta trở thành bệnh nhân của chứng rối loạn ăn uống quý vị nha. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.